thường lò Zenus nép ngầm ở một số vị tướng trong phiên bản mới. Ngoài việc thay đổi phá giáp theo 24% sau 4 cộng dồn và 60 xuyên trực tiếp so với phiên bản cũ là phá 240 giáp sau 4 cộng dồn, có lợi và hại tùy theo đối tượng bị gây đam là tanh hay giấy, thì nhà làm game còn nép ngầm mà không thông báo ở một số vị tướng đấu sĩ khi sử dụng thương long so với phiên bản cũ. Cụ thể, Zena ở đòn đánh thường dạng đại đao ở phiên bản cũ sẽ phá giáp được 2 điểm, Zioma đòn đánh cường hóa phá được 3 điểm, Naxxus đòn đánh thường cường hóa phá được 2 điểm, Enzo được 2 điểm. Nhưng ở phiên bản hiện tại thì điều đó là không thể. Tất cả các tướng có đòn đánh tay được cường hóa như đã nêu khi trước phá giáp 2 và 3 điểm thì bây giờ chỉ còn có thể phá được 1 điểm mỗi lần đánh. Nếu các bạn đang bet những con tướng nằm trong số bị ảnh hưởng này nghĩ rằng đó đã là điều tồi tệ nhất khi phải tích điểm lâu hơn mùa cũ, thì mình còn có một tin buồn hơn nữa dành cho các bạn bet Zena. Cụ thể, khi các bạn tung chiều 1 ở mùa cũ thì mỗi lần lướt sẽ được 2 điểm phá giáp, 2 lần là 4 điểm. Nhưng ở mùa này thì chỉ có cái nịt thôi, mỗi một điểm cho mỗi lần lướt ạ. Nguyên nhân là phiên bản này nó bắt phải chờ hồi chiêu 0,3 giây nên nếu gây đam quá nhanh thì nó sẽ không tính.